Thưa quý vị, trước tình trạng chương trình truyền hình thực tế làm mưa làm gió trên truyền hình vài năm trở lại đây, thì nhiều người nhận định rằng các chương trình này rồi cũng sớm rơi vào thoái trào. Nhưng từ đầu năm 2016 tới nay, thì việc các phiên bản mới liên tiếp lên sóng truyền hình đã cho thấy là truyền hình thực tế vẫn biết cách để duy trì sức hút với khán giả. Và hai trong những chương trình truyền hình thực tế đang gây tranh cãi nhất trong thời điểm hiện nay chính là cuộc thi Gương mặt thương hiệu bởi sự cạnh tranh quyết liệt của bộ ba huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Phạm Hương và chương trình Nhân tố bí ẩn nhờ vào những ồn ào tranh cãi của dàn huấn luyện viên nổi tiếng. Vâng, và truyền hình thực tế chúng ta đều biết là thể loại chương trình truyền hình chú trọng vào việc phô bày các tình huống xảy ra không theo kịch bản diễn xuất với nội dung mang chất liệu thực tế mà không hư cấu. Tuy nhiên, nhiều khán giả lại nghi ngờ rằng những tranh cãi, những đấu đá trong những chương trình như chị Huyền vừa kể trong thời gian vừa qua thực chất chỉ là những chiêu trò và hoàn toàn nằm trong kịch bản để thu hút khách xem mà thôi. Vậy truyền hình thực tế có bao nhiêu phần trăm là sự thực và khán giả và cả những thí sinh tham dự truyền hình thực tế phải chăng họ chỉ là những quân cờ trong tay của nhà sản xuất? Để cùng trò chuyện về chủ đề này thì chúng tôi đã mời tới trường quay ngày hôm nay một ca sĩ trẻ cũng đã từng là một thí sinh trong một chương trình truyền hình thực tế rất ăn khách. Trước khi đến với cuộc trò chuyện với vị khách mời ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh tổng hợp ngay sau đây. Bị chi phối từ nhiều phía, từ nhà tài trợ, nhà sản xuất cho đến cả khán giả. Nhìn chung, các chương trình truyền hình thực tế đều không có kịch bản, nhưng trong ekip thực hiện, luôn có những người chuyên tạo dựng nên tình tiết, xoay chuyển, thậm chí khiêu khích xung đột để tình huống nổ ra nhằm tạo nên câu chuyện gây sức hút với khán giả. Do đó, chỉ có những con người tham gia chương trình là thật, còn các tình huống thường là được dàn dựng. Bên cạnh đó, nhà sản xuất còn có khả năng tạo nhiều câu nói của nhân vật để gây tranh cãi chỉ bằng cách cắt ghép những từ đơn lẻ. Thủ thuật này phổ biến đến mức nó được gọi riêng bằng cái tên Frankenbeating. Khác với suy nghĩ của đa số người xem rằng các giám khảo hay huấn luyện viên là người xem xét một thí sinh đi hay ở, hầu hết chương trình truyền hình thực tế đều có một điều khoản trong hợp đồng quy định chính là nhà sản xuất hay nhà tài trợ mới có quyền đưa ra quyết định cuối cùng. Chính vì thế, dù có rất nhiều thí sinh tốt được ban giám khảo khen nhưng lại sớm bị loại. Người mẫu Trang Trần đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng các thí sinh hay huấn luyện viên có vẻ là những người làm chủ cuộc chơi, quyết định số phận của bản thân. Nhưng trên thực tế, họ lại chính là con cờ của nhà sản xuất hay nhà tài trợ. Thứ mà nhà sản xuất cần ở đây là rating của chương trình, tức chỉ số người xem, là bao nhiêu, có thu được nhiều quảng cáo và đem về nhiều lợi nhuận hay không. Và người tham gia nổi tiếng và cả những chiêu trò scandal đằng sau chương trình đều nhằm mục đích chính là tăng rating cho chương trình. Sự thất bại về tên tuổi, nghi vấn dàn xếp kết quả, tin đồn tình ái của các thí sinh, màn kịch xin rút lui, đôi khi lại là sự thành công của nhà tài trợ. Vâng, và Thanh Huyền xin được giới thiệu khách mời của Chào buổi tối ngày hôm nay chính là ca sĩ Kim Miss. Ca sĩ Kim Miss là một ca sĩ nổi tiếng trong giới âm nhạc underground và với các bạn trẻ. Và cô cũng từng là thí sinh của Giọng hát Việt năm 2015. Và xin chào Kim Miss, rất vui là đã được đón bạn trong chương trình Chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên Thanh Huyền muốn đặt cho Kim Miss đó là bạn đã là một người hoạt động khá là lâu năm trong lĩnh vực nghệ thuật và bạn cũng khá là nổi tiếng trước khi tham gia Giọng hát Việt. Vậy tại sao bạn lại quyết định là tham gia chương trình truyền hình thực tế này? Thật sự thì Kimmy chưa có tham dự một chương trình nào về giọng hát cả. Mình nghĩ đó cũng là một cái sân chơi để cho mình có thể học hỏi được thêm. Và ngoài ra mình có thể được đưa bản thân mình vào môi trường tiếp xúc với những người mà họ còn rất mới, chắc chắn mình sẽ học được những cái điều mà thú vị hay từ những bạn trẻ tuổi đó. Lý do bạn muốn tham gia chương trình truyền hình thực tế này là bởi vì bạn muốn cọ sát và muốn tìm hiểu, trải nghiệm một cảm giác mới. Vậy thì sau khi mà tham gia vào chương trình truyền hình thực tế Giọng hát Việt này thì bạn có cảm nhận khác gì so với bạn tưởng tượng trước đó hay không? Tất nhiên thì Kim thấy rằng là những cái điều mà mình tưởng tượng trong đầu thì không bao giờ đúng với cả thực tế cả. Thì đó là điều hiển nhiên. Mình thấy rằng nó là một cái trải nghiệm mà vui buồn lẫn lộn, nhiều cảm xúc bất ngờ, hào hứng, buồn bã, căng thẳng đều có hết. Vậy thì có rất nhiều ý kiến cho rằng là một thí sinh khi mà tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế thì không chỉ có việc là luyện tập rồi thi mà thí sinh đó còn phải tạo dựng một phong cách riêng, giống như là ban tổ chức đã ấn định hay là tham gia tạo dựng các tình huống. Vậy thì thực hư chuyện này như thế nào? Ở các chương trình khác thì Kim Miss không biết, nhưng
trong chương trình mà Kimmy đã từng tham gia thì nó cũng giống như là một cuộc thi, các thí sinh đến làm sao hát tốt được bài hát của họ. Và nó như thế nào nó như vậy, chứ không có, cũng không có nhiều những cái như là mọi người nghĩ đoán là kịch bản hay là một cái gì đó, cũng không. Vậy thì còn về ý kiến của Trang Trần chia sẻ ở trên trang cá nhân của mình thì như thế nào? Bởi vì Trang Trần cho rằng là các thí sinh tham dự cũng như là các huấn luyện viên, ban giám khảo thì đều là con cờ trong tay của nhà sản xuất. Kimmy không có ý kiến gì về ý kiến đó. Tôi cũng có tò mò thì cũng có xem một vài phần trích đoạn ở trong cái nội dung mà người mẫu Trang Trần có đưa lên mạng. Tất nhiên đây là quan điểm cá nhân của cô ấy, và tôi cũng không biết là cái độ chính xác nó như thế nào, cũng giống như là Kimmy thì chúng ta sẽ không thể phán xét là đúng hay sai. Nhưng mà đúng là cũng có những cái làm cho mình hơi bất ngờ, nếu rằng những cái thông tin mà Trang Trần chia sẻ có là đúng. Tôi chỉ nói nếu là đúng thôi. Và Trang Trần cũng có nói một câu và cũng đặt ra cho nhiều công chúng cũng khá bất ngờ, đó là nhiều khi những cái người tham gia cuộc thi đấy họ cũng không tự chủ được về những cái việc gì họ sẽ làm, mà họ sẽ phải thực hiện những cái chúng ta có thể tạm thời như Trang Trần nói là cái sự dàn xếp của ban tổ chức để cho chương trình nó có kịch tính và nó hấp dẫn. Trang Trần cũng có chia sẻ một là thực ra khi mà các thí sinh tham gia ấy, thì là phải ghi hình rất là nhiều, ghi hình rất nhiều, trong khi cái phần trừ chương trình trực tiếp thôi, còn chương trình ghi hình ấy, thì ghi hình rất là nhiều, nhưng khi mà lên sóng thì nó lại rất là ít, nên đôi khi nó xảy ra cái tình trạng là nó cắt chỗ này một chút, cắt chỗ kia một chút, khiến cho cái phần lên sóng thì nó lại không giống như là những cái phần mà nó diễn ra trong thực tế. Không biết trong chương trình mà Kimmy tham gia thì nó có xảy ra cái tình trạng này không? Với mọi người khác thì là Kimmy không biết được, nhưng đối với Kimmy thì cái thời gian khi mà mình tham dự The Voice và quay và thật ra nó cũng chỉ, nó đơn giản chỉ là mình hát những bài hát của mình và thi những bài hát của mình, còn những phần nhận xét thì từ phía ban giám khảo, cho nên mọi thứ khá là ok đối với Kimmy không thấy đó là vấn đề gì cả. Các thí sinh khác sao, họ có bất ngờ gì về những cái phần lên sóng không, nó có khác biệt so với thực tế không? Thật ra trong cái quá trình mà thi đó thì mình cũng nghe đâu đó có người này nói nọ, có người này nói kia bóng gió là đã có sự sắp xếp hay là đã có một cái gì đấy. Nhưng mà mắt mình chưa thấy, tai mình chưa nghe, mình chưa thực sự trải nghiệm, cho nên là mình cũng không muốn để những cái ý kiến đó làm méo mó cái thực tế. Đúng rồi, chúng ta cũng chỉ nên kết luận dựa trên những gì mình trực tiếp biết, đúng không? Chúng ta tất cả các chương trình, cái chương trình nào thì cũng có những cái quy định riêng của mình. Vậy thì những chương trình truyền hình thực tế thì sao? Có những cái quy định nào mà là quy định mà thí sinh bắt buộc phải tuân theo mà người ngoài thì sẽ khó có thể biết được không? Kimmy có thể chia sẻ. Thật ra thì nó cũng đơn giản thôi, nó chỉ là mình không được mặc quần áo hở hang và mình không được để lộ quá nhiều những cái logo của các nhãn hàng khác. Mình không được nói về những cái vấn đề quá nhạy cảm. Thì đó là những cái quy định mà thường là các game show họ sẽ nói. Thông thường thì tôi thấy là các chương trình cứ mỗi sau một đêm lên sóng thì sẽ có rất là nhiều những cái tranh cãi. Và chúng tôi cũng có một vài lần muốn tìm cách liên lạc với những thí sinh tham gia cuộc thi để có thể hỏi họ rằng là rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất cả đều trả lời là chúng tôi đã ký hợp đồng với nhà sản xuất và không được phép phát ngôn gì cả. Chẳng Kimmy thì sao? Kimmy thì khi mà tham dự The Voice thì lại không có cái hợp đồng đó. Họ lại không có cái hợp đồng đó. Và có thể là có người có những nghệ sĩ họ ký với những chương trình khác thì họ sẽ có hợp đồng đó, nhưng cái đó thì mình không, thật sự là mình không biết. Nhưng với mình ở game show mà mình đã từng tham gia, ví dụ như Tuyệt Đỉnh Tranh Tài hay là The Voice, thì không có điều khoản đó ở trong hợp đồng. Mà cái chính ở đây thì mình nghĩ rằng là đây là một cuộc chơi. Cái thứ hai nữa, đây là một thế giới giải trí, cho nên là những người làm ở trong ngành giải trí họ hiểu, thông cảm và hiểu cho nhau, cho nên là họ sẽ có những cái xử sự với những cái lý do riêng của họ. Vậy thì xin được hỏi Kimmy có theo dõi những chương trình truyền hình thực tế đang lên sóng thời gian gần đây hay không, và bạn có theo dõi những cái vụ lùm xùm xung quanh đó hay không, và từ ý kiến cá nhân của bạn thì bạn cho rằng là liệu rằng có khi nào đó là một kịch bản được dàn dựng trước hay không? Mình cũng có xem The Face, chương trình The Face. Mình cũng có xem một chút The Voice Kids, và Nhân Tố Bí Ẩn mình thỉnh thoảng cũng xem.
Mình cũng biết qua một số những cái lùm xùm ấy, nhưng mà mình nghĩ đó giống như là một cái gia vị ở cuộc sống này thôi. Mình cảm giác như là những ý kiến, đây là ý kiến cá nhân của mình thôi, là những ý kiến của chúng ta đều là những cái gia vị vào trong cái sự thực tế mà chúng ta đang có. Ví dụ như là mình có thể nhìn một tình huống là A, B, C, nhưng mà có thể ý kiến của mình, cái gia vị đó vào, nếu đây là A có nghĩa đấy là A phẩy hoặc là A2 hay A3 tùy vào mỗi người. Thì cái chính là mình nên tỉnh táo về những cái gì mình nhìn thấy và ý kiến của mình. Quay trở lại với việc là tham gia vào các chương trình truyền hình thực tế, thì nhiều ý kiến cho rằng là những người tham gia, ví dụ như tham gia vào những chương trình như là Giọng Hát Việt hay là Nhân Tố Bí Ẩn, mà thí sinh đó vốn là một ca sĩ đã từng hoạt động nghệ thuật khá nhiều hay là một ca sĩ chuyên nghiệp, thì có rất nhiều những lợi thế. Nhưng mà từ góc độ của Kimmy khi tham gia Giọng Hát Việt năm 2015, thì bạn đánh giá một cách công bằng là bạn có những lợi thế và cả những hạn chế như thế nào khi mà bạn đã làm một ca sĩ chuyên nghiệp rồi lại tham gia vào một cuộc thi truyền hình trực tuyến như thế? Có rất nhiều. Để nói đây thì cũng lợi thế thì là mình cũng đã đứng ở trên sân khấu rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là những cái lợi thế, ví dụ mình đã hát được, mình cọ sát rất nhiều trên các sân khấu. Ngoài ra thì những cái mà mình cảm thấy khó khăn và áp lực nhiều hơn, tại vì là khi mà mình đến trước những cái luồng dư luận của khán giả, sẽ nhiều khi là mình là nghệ sĩ thì mình cũng nghe họ, nhưng mình cũng bị ảnh hưởng một phần vì có thể là do là mình nghe người ta nhiều hơn là nghe chính cái sự thật. Thế cho nên là mình cũng sợ người ta hiểu lầm, cái đấy nó cũng nhiều hơn là những cái sự thật. Cho nên là khi mình đi thi The Voice, mình thấy rằng có rất nhiều những tài năng trẻ, họ rất là giỏi. Và có những cái mà không hẳn là mình là ca sĩ mà hát nhiều trên sân khấu là sẽ giỏi. Nó không hẳn như thế. Đằng sau đấy nó còn là những cái sự tinh tế, cái sự mới lạ mà những thí sinh, những cái bạn mà chưa làm nghề, họ có những cái rất là mới mà mình rất là... Và nhiều khi mình là một ca sĩ chuyên nghiệp, mình hoạt động nhiều thì mình lại dễ bị đi theo lối mòn hơn là những thí sinh mới, có đúng như vậy không? Nói đúng hơn là cái gì mà khi mà mình đã hoạt động một cái gì đó một thời gian dài, nếu mà mình không tỉnh táo thì nó sẽ trở thành một cái vỏ bọc, hoặc là nó sẽ trở thành một cái đường lối mà khá là quy tắc. Và khi mà mình nhìn ra những cái thứ mới mình, thì mình có thể giúp mình nhìn lại những cái thứ mà mình đã tin là nó chắc chắn là như vậy, thật ra nó không phải là như vậy, và nó có thể có A, B, C, có nhiều những thứ khác hơn, và khiến mình cảm thấy mở rộng lòng mình nhiều hơn với những cái điều mới. Vậy thì sau khi tham gia Giọng Hát Việt năm 2015 thì Kimmy cảm thấy là mình được và mất những gì? Mình thấy không có mất cái gì à? Mình cũng mình thấy mình có nhiều những cái kinh nghiệm hơn, mình được có những cái thời gian học hỏi, cọ sát, rồi là biết đến một cái trải nghiệm mà mình chưa bao giờ có, và mình thấy đó là một cái kỷ niệm đẹp. Vậy thì bạn còn ý định là tham gia tiếp tục một chương trình truyền hình thực tế nào nữa hay không? Hiện tại thì mình chưa có ý định này. Vậy thì không biết là Kimmy có đang ấp ủ những sản phẩm âm nhạc gì hay không, và bạn có thể bật mí một chút với khán giả của Chào Buổi Tối? Hiện tại thì Kimmy đang tập trung vào viết những bài hát do mình sáng tác. Thì sắp tới thì chắc mình cũng sẽ kết hợp với Dan và nhóm nhạc PKL. Ngoài ra thì mình cũng có viết thêm những cái bài hát theo phong cách hip hop trap và dance và nhiều và thêm một chút R&B nữa, và hy vọng rằng mọi người sẽ đón nhận. Vâng, và xin cảm ơn và xin chúc Kimmy sẽ thành công với những dự án âm nhạc mới của mình. Và thưa quý vị, là ngày hôm nay thì với những chia sẻ của Kimmy, hy vọng quý vị sẽ tìm ra được câu trả lời riêng của mình cho vấn đề là liệu rằng những chương trình truyền hình thực tế thì có những kịch bản được ấn định trước từ nhà sản xuất hay không.